Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn sử dụng và bảo trì bộ tiền xử lý nước EVPS Sumo. Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng và bảo trì bộ tiền xử lý nước để duy trì hiệu suất tốt nhất của sản phẩm. Thì sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành cái quá trình hoàn nguyên vật liệu. Để chuẩn bị cho cái quá trình hoàn nguyên vật liệu thì các bạn sử dụng cho tôi nửa kg muối hạt hoặc là muối trắng tinh khiết. Chúng ta sẽ tiến hành khóa cái van cấp vào cột EVPS Sumo. Mở cái van nước của nhà các bạn đang sử dụng để cho áp lực nước nó giảm hết đi đã. Chúng ta sẽ tiến hành tháo cái cột EVPS Sumo này. Sau khi nước ở cái vòi chúng ta sử dụng hàng ngày không còn chảy nữa thì chúng ta sẽ khóa cái vòi đó lại. Tiếp tục chúng ta sẽ khóa cái van đằng trước cái bộ máy lọc nước của nhà mình đang sử dụng. Đây, chúng ta sẽ khóa tất cả là khóa van cấp này, khóa vòi nước này, khóa van trước khi vào cái máy lọc nước này, khóa luôn cả cái van xả. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tháo kết nối. Thì ở đây tất cả nó đều là khớp nối nhanh. Khi chúng ta tháo, ở đây các bạn có để ý không? Em zoom vào đây nhé. Ở đây nó sẽ có một cái nẫy nhỏ. Khi chúng ta muốn tháo kết nối ra khỏi cái cút này, chúng ta sẽ lấy một đầu móng tay, chúng ta ấn cái nẫy này vào và chúng ta rút cái dây ra rất nhẹ nhàng như thế này. Tương tự như thế, bên này cũng thế, chúng ta sẽ lấy móng tay ấn cái nẫy vào và rút cái dây ra. Đây, với hai bước như thế chúng ta đã tháo kết nối cái bộ EVPS Sumo ra khỏi cái thiết bị nước của chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành hoàn nguyên cái vật liệu ở trong cái cột EVPS Sumo này. Thì chúng ta sẽ vặn cái nắp này ra. Cái nắp này thì nó sẽ vặn rất nhẹ nhàng thôi. Đó, chúng ta tiến hành vặn nó ra. Đây, các bạn có thể để nghiêng như thế này cũng được. Sau đó với cái lượng muối chúng ta đã chuẩn bị từ trước đó là khoảng tầm 500g. Chúng ta sẽ đổ hết cái lượng muối đó vào trong cái cột này. Chúng ta sẽ vệ sinh lại một chút. Sau khi cái lượng muối đã vào hết trong cột thì chúng ta lại tiến hành nắp lại như cũ. Chúng ta lại xoáy lại thôi. Cái này nó có một cái gioăng ở phía trên mặt này nên các bạn chỉ cần xoáy nhẹ nhàng thôi. Xoáy đến khi tới tay là được, không cần quá mạnh. Đó. Thì trong cột đã có một cái lượng muối để chúng ta phục vụ cái việc hoàn nguyên cái vật liệu ở bên trong cột. Sau khi chúng ta đã nắp đặt đổ muối vào trong và nắp đặt lại cái phần nắp như thế này, chúng ta lại tiến hành kết nối lại như cũ. Thì kết nối lại thì chúng ta chỉ cần ấn cái dây vào cái đầu cút. Các bạn cứ ấn thẳng vào là được nhé. Đó, ấn thẳng vào. Bên này cũng thế, ấn thẳng vào. Rồi. Sau khi mà đã gắn kết nối lại được như thế này, chúng ta tiến hành mở van xả. Đây nó có hai van, thì van cấp nước vào cái máy của mình thì mình vẫn đóng nhé. Và mình sẽ tiến hành mở cái van xả này ra. Van xả này thì các bạn có thể xả lên cái chậu rửa của các bạn. Em cầm giúp anh nhé. Rồi. Sau khi mà cái van xả này các bạn đã dẫn đi một cái nơi thoát nước, chẳng hạn như là chậu rửa hoặc là cái nơi các bạn định xả thải ra, thì các bạn sẽ tiến hành mở cái van này, mở cái van cấp nước cho cái cột EVPS Sumo. Đó, chúng ta sẽ đợi cho cái lượng nước nó vào trong cái cột này. Đến khi nào chúng ta nhìn thấy cái nước nó chảy ra ở cái đầu của cái đường thải này, từ cái van xả thải này ra như thế này. Đó, thì các bạn khóa cái van xả thải này đi. Cầm anh cái dây này.
Đây, chúng ta sẽ tiến hành khóa lại. Đến khi nó có nước ra ở trên cái đầu này rồi, chúng ta sẽ khóa cái van này lại. Thì trong quá trình chúng ta xả như thế thì nước nó sẽ làm tan muối ở trong cái cột EVF Sumo này. Thì cái thời gian mà mình ngâm muối trong cái cột EVF này nó sẽ khoảng tối thiểu là 40 phút và tối đa là 1 giờ đồng hồ. Việc mình ngâm muối như thế này thì nó sẽ đẩy các ion cứng ra khỏi vật liệu trong cột làm mềm EVF Sumo, giúp cho cái vật liệu nó đạt cái hiệu suất làm việc tốt nhất. Sau khi đã đạt đủ thời gian ngâm muối ở trong cột là tối thiểu là 40 phút và tối đa là 1 giờ, chúng ta sẽ tiến hành xúc rửa lượng muối ở trong cột ra để cho về cái việc sử dụng bình thường. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở lại cái van xả thải. Lưu ý van cấp nước vào cho một thiết bị nấu nước của nhà mình vẫn khóa nguyên. Tiếp tục mở van khóa để cấp nước vào cho cột làm mềm EVF Sumo. Thì cái quá trình này mình mở ra như thế này để mình xả hết cái lượng muối dư thừa ở trong cái cột EVF. Thì cái thời gian xả này nó sẽ phụ thuộc vào cái áp lực nước tại nhà khách hàng. Áp lực nước càng mạnh thì cái thời gian xả hết muối càng nhanh và ngược lại. Thì thông thường là nó sẽ khoảng tầm 10 phút. 10 phút sau để kiểm tra chắc chắn thì chúng ta sẽ nếm cái vị nước ở cái đầu xả thải này. Nếu dư vị nước không còn cái dư vị của muối, tức là mình nếm mà mình không thấy mặn nữa, thì là lúc đó cái lượng muối đã được đẩy ra hết. Chắc này. Sau khi mình xả thải khoảng 10 phút và lượng muối đã được đẩy ra hết, thì chúng ta tiến hành khóa van xả thải. Khóa van xả thải. Và khi đó chúng ta sẽ mở cái van cấp nước vào cho thiết bị lọc nước của chúng ta. Như vậy, với các bước làm như trên thì vật liệu trong cột EVF Sumo đã trở lại trạng thái làm việc tốt nhất, cho cái hiệu suất lọc nước tốt nhất. Thì cái quá trình tôi giới thiệu cho các bạn là quá trình hoàn nguyên vật liệu trong cột đã xong. Sau khi làm đầy đủ các bước như trên thì chúng ta có thể sử dụng nước bình thường. Đây, các bạn có thể sử dụng nước bình thường luôn rồi. Cảm ơn các bạn.